Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh yếu đi, miền Bắc thì nhiệt tăng dần, miền Trung thì mưa giảm, trong khi ở miền Nam chuyển dần sang mùa khô nên những cơn mưa dông cũng chỉ còn lác đác. Ở các tỉnh miền Bắc, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, trường gió Đông Bắc chuyển dần sang hướng Đông đưa ẩm từ biển vào đất liền. Vì thế đêm nay và sáng mai miền Bắc sẽ có mây nhiều hơn đi kèm với hiện tượng sương mù. Trong đó, khu vực vùng núi phía Bắc trong khoảng thời gian từ 4 đến 8 giờ sáng mai sẽ xuất hiện sương mù dày, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Nhiều cung đường đi lên vùng núi phía Bắc tầm nhìn xa còn có thể giảm xuống dưới 300 m. Vì thế mà các phương tiện đi trên cung đường này trong khoảng đêm muộn và sáng sớm cần hết sức lưu ý. Còn trong ngày mai khi nắng lên thì sương mù sẽ tan nhanh, miền Bắc trời tạnh ráo với nền nhiệt ngày mai cao 28 đến 31 độ. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì trong 2 ngày nghỉ cuối tuần ở miền Bắc. Tại miền Trung, tàn dư của không khí lạnh và gió đông chỉ còn gây mưa rào cho vùng ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định trong nốt đêm nay và sáng sớm ngày mai. Còn sang ngày mai, cả miền Trung mưa sẽ giảm nhanh và đều chuyển nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt các tỉnh miền Trung sẽ tăng nhanh, rõ nhất là khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Mức nhiệt ngày mai tăng lên ngưỡng là 29 đến 31 độ, trong khi từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cũng tăng lên trên 30 độ. Mưa cũng đang có dấu hiệu giảm ở phía Nam khi cả gió mùa Tây Nam và rãnh xích đạo đều không còn hoạt động mạnh. Nền nhiệt trong ngày mai ở Tây Nguyên cao 28 đến 30 độ. Ở miền Đông Nam Bộ thì trời ít mưa, nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao 32-34 độ. Trong khi ở miền Tây có mưa về chiều, ngày nắng cũng yếu hơn nên nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 đến 2 độ. Trên biển, mưa giảm rõ rệt ở khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió yếu, mức cấp 3, cấp 4, mưa dông rải rác về chiều và tối. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.